chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là sẽ phi chiếc máy bay Bumerang vòng qua tượng đài Nguyễn Trãi các bạn nhé. Thì hôm nay thực sự là một cái thử thách cũng tương đối là khó khăn, bởi vì là đã có những cái video mình phi những chiếc máy bay Bumerang bay rất là xa và vẫn quay trở lại. Tuy nhiên là mình vẫn muốn thực hiện một cái thử thách mới, đó là sẽ phi chiếc máy bay Bumerang vòng qua cái tượng đài này. Mình sẽ dùng cái phiên bản máy bay Bumerang Pro các bạn nhé, Pro, để mình thực hiện cái thử thách này. Bây giờ mình sẽ lắp chiếc máy bay để thực hiện cái thử thách này cho các bạn thực hiện thử thách này. Thì mình đã gấp khoảng 5 chiếc máy bay Veteran Pro các bạn nhé. Ở đây mình sẽ gấp 5 màu khác nhau, có duy nhất đây là một chiếc màu trắng, mình sẽ sử dụng giấy bình thường. Thì đối với cái mẫu Pro này thì các bạn có thể gấp hai loại giấy. Đây là một loại giấy thủ công có độ dày hơn, thì thông thường nó sẽ lém xa hơn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ thử từng chiếc cho các bạn xem. Thì đầu tiên mình sẽ thử cái phiên bản Pro mỏng trước để mình xem có vượt qua nổi cái được tượng đài kia hay không. Và bây giờ mình thử luôn cho các bạn xem này. Nó là một cái màu trắng các bạn, một cái màu trắng thì nó bay rất là kém bởi vì giấy rất là mỏng. Còn một cái màu đỏ thì thực sự các bạn đã bay xuống kia rồi. Nhưng mà mình thấy là cái phần màu xanh này hiện tại là nó đang bay rất là tốt. Mình gần như đã thực hiện thành công, nhưng tuy nhiên là còn một chút nữa bởi vì cái phần dưới nó rất là to lớn, cho nên là máy bay chưa vượt qua được. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem. Mình đã thành công rồi các bạn nhá. Rất là tuyệt vời và
cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách là subscribe kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay thực sự đây là một thử thách rất là khó, bởi vì ngoài trời thì rất là gió, cho nên là mình thực hiện rất là nhiều lần không thành công, nhưng cuối cùng thì cũng đã có 1-2 lần thành công các bạn nhé. Mặc dù vậy nhưng mà mình không thể nào mình đứng ở một vị trí quá xa bức tượng đài để có thể thực hiện được, mà mình phải đi gần, bởi vì cái vị trí này đến đằng sau tượng đài là rơi vào khoảng 20m các bạn nhé. 20m thì cái khoảng cách mình thực hiện được khoảng hơn 10m thôi. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye.